Thưa quý vị, với tinh thần chủ động, sáng tạo, những năm qua, Hội Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng đã triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông, thu hút đông đảo hội viên tham gia, góp phần xây dựng và thực hiện nếp sống văn hóa giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Đã thành thông lệ, vào các đợt cao điểm, các hội viên cựu chiến binh tại các phường xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng lại phối hợp với đội quản lý trật tự đô thị tham gia tuyên truyền, vận động người dân dọn dẹp vỉa hè, thu gọn bảng quảng cáo, đảm bảo đường thông hề thoáng ở khu đô thị. Có những nơi địa bàn rộng, khu dân cư đông, cộng theo nhiều điểm nóng về an toàn giao thông, thế nhưng từ ngày triển khai cuộc vận động, cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông, các hội viên cựu chiến binh Đà Nẵng đã tham gia rất tích cực với tinh thần trách nhiệm cao vì cộng đồng. Hội viên của chúng tôi thì đã được quán triệt rất kỹ về cái vấn đề mà chấp hành luật lệ an toàn giao thông. Từ đó là chúng tôi yêu cầu viên là không những mình chấp hành mà còn phải động viên cả gia đình, người thân và nhất là ở khu dân cư để làm sao mà mọi người là cùng tham gia chấp hành rất là tốt. Bởi vì hội viên tôi cũng nhận thấy rằng cái việc mà vi phạm an toàn giao thông và cái thiệt hại do an toàn giao thông gây ra cho xã hội, cho mỗi gia đình rất là lớn. Nên từ đó chúng tôi cũng tuyên truyền để người dân, để hội viên ý thức cao. Đến nay, toàn hội cựu chiến binh thành phố có gần 6.500 hội viên tham gia giữ các chức danh ở cơ sở từ khu dân cư cho đến thành phố, chiếm hơn 33,37% tổng số hội viên. Các cựu chiến binh này luôn phát huy tinh thần gương mẫu tiên phong, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó có các chương trình, cuộc vận động về gìn giữ và xây dựng nếp sống văn hóa giao thông tại địa phương. Cùng với đó, hội xây dựng 71 tổ nắm tin ở cơ sở để theo dõi, nắm tình hình an toàn giao thông, những vấn đề bức xúc ở địa phương để phản ánh cho cấp ủy chính quyền kịp thời giải quyết, chống các điểm đen về an toàn giao thông trên địa bàn. Giữ gìn trật tự an toàn giao thông đó là nhiệm vụ của toàn xã hội, của toàn dân. Nhưng có thể nói là cựu chiến binh với uy tín của mình thì có thể nói là trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thì thường nó đạt được những cái hiệu quả thiết thực hơn. Những năm qua là thông qua thực hiện cái chương trình phối hợp với Hội Cựu chiến binh thành phố và Ban An toàn giao thông thì chúng tôi ngoài cái việc là tuyên truyền vận động cán bộ hội viên cựu chiến binh, vận động hội viên cũng như gia đình người thân gương mẫu thực hiện cái chương trình cái tham gia thực hiện cái an toàn giao thông thì cùng với đó là gương mẫu đi đầu trong vận động nhân dân ở khu dân cư tham gia. Có lẽ ngày nay, hình ảnh những cựu chiến binh tham gia các hoạt động phong trào góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã trở nên quá quen thuộc. Từng là những người lính, có người từng cầm súng nơi chiến trường, cống hiến tuổi thanh xuân của mình để bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, khi đất nước hòa bình, trở về cuộc sống đời thường với phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, họ lại tiếp tục chung tay, góp sức đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.